Anh Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ha. Chúc cô chú anh chị một ngày mới an lành và hạnh phúc ha. À cũng có khán giả ha. Tới. À có cô này mua bông tới cúng cho cậu nha cô chú anh chị. Hả? Cái gì? À. Để đi chứ. Dạ con chào hai cô. Bánh như đồng. Cái đó xong lấy cái bình nhỏ một chút Ngọc. Hả? Mấy cái bình đó nó bự quá mà. Bây giờ là các anh em hỗ trợ bỏ bánh ha, hoa hướng dương. Hay mình lấy cái bình nhỏ hơn anh Ngọc. Nhỏ không có. Lấy cái bình thủy tinh đó. Đó. Từ từ đem lấy cái kho là cái kéo này cho đốt nước đó. Thấp xuống, thấp xuống. Từng từng từng. Tại nó có 5 cây. Ok, mình xếp cho nó đều 5 cái. Muốn cái bàn. Thế thì sao sao? Ừ, tao là đẹp rồi đó. Ừ. Cuốn cho nó đều là bật ngang mấy cái là mình bực xéo. Đó, là nó không có thành bột lên. Bây giờ mình cắt xéo này. Không có suy nghĩ nữa. Không, nó tại cái bình nó nhỏ cắt vậy là vừa đó. Đó, hoa đẹp mà. Đừng xem. Ý nghĩa nữa cô ha. Hướng dương. Dạ. Đổ nước bớt anh nó hơi chè. Có giờ vừa đó. Tại nó có 5 cây nó không có chỗ dựa. Mẹ có cục mốt ha. Có cục mốt này để trong á. Anh cắt đều lắm rồi đó, nên nó không. Tại nó không có chỗ dựa. Nó đều không? Rồi đó vậy cũng được rồi đó. Đó đang có không có để dĩa này luôn. Ok lên lên. Rồi. Đây rồi đó. Của bà lên. Mấy chị lên cho nó rõ người xếp hàng. Người lên xếp hàng. Chào cô nha. Đây là cô chú anh chị, bàn thờ của cô Năm buổi sáng. Nói gì mà làm thành vậy? Cái đó mới chấm á cơ. Hoa thiệt. Tất cả đều hoa thiệt hết, không có cái nào hoa giả hết. Hoa thiệt hết luôn á. Góc hẹp mà mình đứng mát đúng không? Chúng hai anh. Chúng hai anh. Màu cái màu có người bán hoa nên mình làm đủ mà. Nắng là như lan thì được nắng. Mấy con đúng rồi lan là chiếc lạnh mà bây giờ mà để cái chiếc xuống là lúc nào em thấy người ta để trong nhà tính không? Người ta bật máy lạnh. Ở trong cái chậu lan có cái hàng không? Lan là nó chịu lạnh hả? Nó có cái vùng của nó em. Nhiệt độ của nó là phải cái này là cái
cảm ơn anh em giá rồi. Chứ mày quay giờ này mở không? Mở của con năm buổi sáng tất cả anh em cũng có khán giả tới nha cô chú anh chị. Anh em đây là anh em YouTube. Có người khán giả tới mua bông bông hướng dương ha, cúng thần với bánh. Cô đến đây là lần này là thứ tư rồi. Dạ. Em tôi gà hai chồng cũng ngưỡng mộ, cũng ái mộ vô cùng lắm mà không lên đây được thôi. Dạ. Rồi trên điện thoại của Tài 66 tôi gặp nó. Tôi cười lên nó cái mày mở đầu. Dạ, ở đây có mấy bạn quay rồi cô chú. Dạ. Đúng rồi, thằng lớn thằng cao cao. Cái nét nó giống ổng. Dạ đúng rồi. Nhà cô Lê bà cậu, cô giá cậu có cầu nguyện gì không? Không, chỉ tôi chỉ cầu nguyện cho ông độ hộ cho cô. Không kiện cho nó làm ăn cho may mắn cô, còn phần tôi để giá độ. Dạ, có nghĩa là cô không giá cho bản thân cô ha? Không, tôi chỉ giá cho cô ổng thôi, cho ổng theo ông độ cô đi. Dạ. Cho ông độ cho con ổng cho nó làm ăn cho may mắn mà nuôi năm đứa con. Dạ. Tôi thì bản thân luôn chú mạng luôn chắc thiệt cho đỉnh. Dạ. Đó cô chú anh chị à, có mấy cô mới về diễn ha. À, có mấy cô tới với mọi con em nha cô chú anh chị. Anh có hay lạ không? Biết không? Ừ. Nó thử giống em. Hả? Trần nắng không có sạch cho chơi. Sạch đi góc. Bắt tôi chạy tại cây sắp đời là nó không có nước. Nó không có nước mà. Có những gì khách này mà lạ lắm nha cô chú anh chị, không có bình thường ha. Hai con kia. Các con nhìn lạ lắm nha cô chú anh chị. Chị cũng tính nói là hai trái bưởi ba trái dưa là năm trái đó. Đồ của cô gói vậy. À, ừ. Năm cái cây bông. Ừ, dạ, à, lạ lắm nha cô chú anh chị. À, của ba cô khán giả ha. À, đem bánh tới dưới bông tới cúng cho cậu Năm nha cô chú anh chị. À, nhìn lạ lắm nha cô chú anh chị. À. À, giờ em cũng xin kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị xem thấy kênh hay và có ý nghĩa cho em xin một like, một đăng ký kênh ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo.
Mở điểm danh.